Trung vệ Quế Ngọc Hải nói, tôi hẹn Indonesia tại bán kết và hẹn Thái Lan ở chung kết. Phát biểu sau buổi lễ bốc thăm chia bảng AFF Suri Cup năm 2018, Quế Ngọc Hải cho biết anh mong chờ tái đấu với đội tuyển Indonesia ở bán kết của kỳ AFF Suri Cup năm nay. Vào chiều ngày 2 tháng 5, AFF đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng AFF Suri Cup năm 2018. Lá thăm may mắn đã đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng A cùng với các đội là Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện Park Hang-seo có khá nhiều lợi thế khi tránh được Thái Lan và Indonesia ở vòng bảng. Chia sẻ về kết quả của buổi lễ bốc thăm, trung vệ Quế Ngọc Hải cho rằng nếu được gọi lên đội tuyển, anh cùng đồng đội sẽ cố gắng giành ngôi đầu bảng qua đó hẹn đối thủ đầy dương nợ là Indonesia ở bán kết. Trong khi đại kinh địch của đội tuyển Việt Nam được Quế Ngọc Hải của đội tuyển Việt Nam chờ đợi tại trận chung kết của giải đấu. Trả lời báo chí Việt Nam, Trung vệ Quế Ngọc Hải chia sẻ như sau. Riêng Thái Lan sẽ luôn đem đến cho chúng tôi những động lực lớn lao. Đội tuyển Việt Nam không gặp Thái Lan và Indonesia như là một điểm nào đó cho chúng ta tại kỳ AFF Cup năm nay. Tôi rất hy vọng mình sẽ là một thành viên của đội tuyển Việt Nam ở sân chơi hàng đầu khu vực này. Đội tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia và Myanmar để xếp đầu bảng và sẽ thi đấu với Indonesia ở bán kết và chúng ta sẽ hẹn người Thái ở trận chung kết. Tôi rất mong muốn gặp lại người Thái để đánh bại họ, trả lại món nợ đã vay và trên hết là đem lại niềm vui cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Trên lý thuyết, chúng ta ở bán đấu nhẹ hơn Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines. Nhưng AFF Cup năm 2018 là giải đấu hàng đầu nơi các đội tuyển sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể cho mục tiêu vô địch, nên sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam. Khoảng cách giữa các đội bóng ở Đông Nam Á đã thu hẹp đáng kể trong những năm gần đây. Malaysia đã chơi tốt tại giải U23 châu Á cũng là tín hiệu cho thấy họ đang lớn mạnh. Còn Myanmar hay Campuchia cũng đã tiến bộ rất gõ rệt trong những năm gần đây. Sẽ không có trận đấu nào là dễ dàng cho đội tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Cup năm nay. Mỗi đối thủ đều có nét xương sẩu riêng của họ. Chỉ cần mắc một sai lầm, đội tuyển Việt Nam có thể sẽ phải trả giá đắt mà bài học là tại AFF Cup năm 2016 vẫn còn đó. Trung vệ của đội tuyển Việt Nam chia sẻ. Trung vệ Quế Ngọc Hải có ký ức không thể quên trước đối thủ Indonesia là ở kỳ AFF Suzuki Cup năm 2016. Khi trung vệ của đội tuyển Việt Nam bắt đắc dĩ phải xỏ găng tay vào bắt chính trong khung thành của đội tuyển Việt Nam khi nguyên mạnh bị dính thẻ đỏ và phải rời sân thi đấu. Khi đó huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã hết quyền thay đổi người. Quế Ngọc Hải đã chơi cực kỳ cố gắng trong những phút còn lại của trận đấu. Tuy nhiên khi bước vào hiệp phụ, Quế Ngọc Hải buộc phải phạm lỗi và dẫn đến quả penalty và để đối phương ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Indonesia chung cuộc đội tuyển Việt Nam để thua Indonesia và đánh mất chiếc vé vào chơi trận chung kết vào tay của đội tuyển Indonesia. Còn đội phó của đội tuyển Việt Nam thì nói cơ hội phục thù Malaysia đã đến. Trả lời trong một buổi phỏng vấn của báo chí mới đây, tiền vệ Đinh Thanh Trung cho biết gặp lại Malaysia ở vòng bảng AFF Super Cup năm 2018 là cơ hội không thể tốt hơn để đòi lại món nợ từ đội bóng này. Lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup năm 2018 đã kết thúc vào chiều ngày 2 tháng 5 tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Lá thăm đầy may rủi đã đưa đội tuyển Việt Nam của ông Bác Hàng So gơi vào bóng đấu cùng các đối thủ là Malaysia, Myanmar, Campuchia và Lào. Thực tế cho thấy đội tuyển Việt Nam đã gặp may khi tránh được nhánh đấu có đội tuyển Thái Lan, Indonesia, Philippines và Singapore. Nhưng theo quan điểm của Đinh Thanh Trung, không nên vội mừng với kết quả sau buổi lễ bốc thăm này Anh nói Với tôi bản đấu nào cũng khó khăn Điều đó chỉ thể hiện qua mặt lý thuyết Còn trên thực tế khi thi đấu trên sân sẽ rất khác Thay vì cứ suy nghĩ đến chuyện khó hay dễ Hãy dành sự tập trung và chuẩn bị kỹ càng trước khi bước vào giải đấu sắp tới Bất kể đối thủ của đội tuyển Việt Nam mạnh hay khó Đội tuyển Việt Nam đều phải thi đấu cẩn trọng và với quy quyết tâm cao các đội bóng trong bản đấu mà chúng ta sẽ gặp đều là ẩn số. Đội tuyển Việt Nam chưa biết họ chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu nên không thể đánh giá họ mạnh hay yếu được. Đôi khi chỉ vì đánh giá quá thấp đối thủ khiến chính chúng ta phải ôm hận. Đội phó của đội tuyển Việt Nam khẳng định. Trong số những đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng AFF Series Cup năm 2018, Malaysia được xem là một thử thách khó khăn nhất còn nhớ ở trận bán kết AFF Cup năm 2014, đội tuyển Việt Nam đã gục ngã đầy cay đắng trước Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình. là một trong những nhân tố quan trọng trong thành phần đội tuyển Việt Nam tại kỳ AFF Cup năm 2014, Đinh Thanh Trung cho biết anh cùng toàn đội sẽ chờ đến ngày để phục thù đối thủ này. Đinh Thanh Trung chia sẻ tiếp: chắc chắn rồi, cá nhân tôi không bao giờ quên được trận thua đầy cay đắng trên sân nhà Mỹ Đình. Sau khi biết được Malaysia sẽ nằm chung bản đấu với đội tuyển Việt Nam ở kỳ AFF Suri Cup năm nay và chúng ta đã có cơ hội được chơi trên sân nhà trong cuộc tiếp đón Malaysia. Tôi hy vọng các đồng đội sẽ đòi lại được món nợ đau đớn đã vay từ người Mã cách đây 4 năm. Đinh Thanh Trung bày tỏ sự quyết tâm. Ngay sau khi buổi lễ bốc thăm chia bảng AFF Suzuki Cup năm 2018 diễn ra, ban tổ chức AFF Suzuki Cup năm 2018 đã công bố lịch thi đấu của các đội bóng. Theo đó, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chơi trận mở màn vào ngày 8 tháng 11 trên sân của đối thủ Lào. Sau đó, đội tuyển Việt Nam có một vòng đấu được nghỉ ngơi trước khi đá liên tiếp 3 trận với Malaysia, Myanmar và Campuchia. Riêng hai trận với Malaysia và Campuchia sẽ diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình vào các ngày 16 tháng 11 và ngày 24 tháng 11. Theo chuyên gia bóng đá Việt Nam, AFF Cup năm 2018 bảng A và bán kết sẽ là Việt Nam và Malaysia. Với kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup năm 2018, chuyên gia bóng đá ông Đoàn Minh Sương nhận định Việt Nam và Malaysia sẽ là hai đội bóng mạnh nhất ở bảng A. Nói về kết quả bốc thăm của kỳ AFF Shui Cup năm 2018 vừa kết thúc, chuyên gia bóng đá Việt Nam ông Đoàn Minh Sương cho biết Thật sự là tôi chờ đợi vào một bản đấu kịch tính và hấp dẫn hơn của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, may mắn là chúng ta lại rơi vào bản đấu dễ thở khi cùng các đối thủ là Lào, Campuchia, Myanmar và Malaysia. Thực tế là ở thời điểm hiện tại, bóng đá Việt Nam đang có một lớp cầu thủ kế cận rất tốt. Ví dụ, các cầu thủ có kinh nghiệm như Anh Đức, Quang Quyết, Ngọc Hải, Văn Lâm, Tuấn Mạnh hay Thanh Trung. Đến các cầu thủ đàn em là U23 như Xuân Trường, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn, Duy Mạnh, Tiến Dũng. Hay sau này là lứa đàn em U20, từng dự U20 World Cup là những Đức Trinh, Quang Hải, Thủ Môn, Tiến Dũng, Văn Hậu. Cũng là sự khác biệt lớn ở một đội tuyển quốc gia. Nói như vậy để biết được rằng, dù các đối thủ như Lào, Myanmar hay Campuchia được đánh giá cao và bóng đá ở các nước này đang phát triển rất mạnh. Tuy nhiên, so sánh về trình độ và những gì đang diễn ra thì họ không phải là đối thủ của đội tuyển Việt Nam. Vậy nên tôi tin rằng Malaysia và Việt Nam sẽ là hai đội bóng vào bán kết của giải đấu năm nay. Nhận định về bảng B, bảng đấu có cả Thái Lan, Indonesia, Singapore và Philippines, ông Đoàn Minh Sương khẳng định: "Đúng vậy, bảng B là bảng đấu rất khó chơi bởi ngoài Thái Lan có trình độ vượt bậc cơ hội để đội tuyển Thái Lan giành vé vào bán kết là rất lớn. Chiếc vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Indonesia, Philippines và Singapore. Thực tế thì ai cũng biết Indonesia là đội bóng có lối chơi cực kỳ khó chịu. Ở các giải đấu như SEA và AFF Suzuki Cup trước đây, đội tuyển Indonesia đã tiến rất sâu ở các giải đấu này. Ngoài ra những cái tên như Philippines và Singapore có nhiều cầu thủ nhập tịch, lối chơi theo phong cách châu Âu, khoa học và thực dụng cũng ẩn chứa nhiều bất ngờ. Đây đúng là một bản đấu nặng ký bởi nếu đội tuyển Việt Nam rơi vào bảng đấu này, chúng ta sẽ phải đối đầu với các đội bóng thực dụng khoa học và đó sẽ là một bài toán rất khó khăn cho chúng ta. Nói về việc đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn quyền Bác Hàng Sò so, chuẩn bị cho Asia tại Indonesia, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Sương lại càng tin tưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ có cơ hội tiến sâu ở kỳ AFF Cup năm nay. Ông Đoàn Minh Sương nói tiếp với công thức lực lượng U23 cộng thêm 3 cầu thủ trên U23, chắc chắn A sẽ là giải đấu để huấn luyện viên Park hang có được những tính toán riêng của mình để chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu AFF Super Cup năm 2018. Sau thành công của chúng ta ở U23 châu Á, trở về sân chơi Đông Nam Á, gần như chúng ta không thể chơi phòng ngự phản công. Người hâm mộ sẽ rất khó chấp nhận nếu như đá với Lào và Campuchia đội tuyển Việt Nam lại chơi phòng ngự phản công. Không thể lấy tôn chỉ mục đích của giải đấu châu lục để về khu vực thi đấu. Đội tuyển Lào, Campuchia và Myanmar đều ở thế cửa dưới so với đội tuyển Việt Nam, vậy nên đây sẽ là bài toán khó cho luyện Park Hang-seo và ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam. Nếu như tôn trọng các đối thủ và có quá trình chuẩn bị chú đáo, tu tinh chắc, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến sâu và thành công tại kỳ AFF Cup năm 2018. chuyên gia bóng đá Đòn Minh Sương dự đoán.